Trang tin hoạt động hội. Tin hoạt động Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Tập huấn kiến thức kinh tế và khởi nghiệp cho người khiếm thị. Tác giả Hoàng Lý. Sáng ngày 3 tháng 11, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người Mù thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khai giảng khóa tập huấn kiến thức kinh tế và khởi nghiệp cho 20 học viên khiếm thị. Đây là hoạt động thứ 3 nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc khuôn khổ dự án tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ phục hồi kinh tế, chung sống an toàn trong đại dịch COVID-19 cho người khiếm thị ở vùng nông thôn Hà Nội. Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, ông Trần Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người Mù thành phố Hà Nội cho biết, trước những ảnh hưởng do làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19, người dân Việt Nam nói chung, những người khiếm thị nói riêng đã phải gánh chịu cú sốc kép về y tế và kinh tế. Nắm bắt được nhu cầu bức thiết từ cộng đồng những người khiếm thị, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người Mù thành phố Hà Nội đã xây dựng, đề xuất và nhận được sự tài trợ từ quỹ Abilis Phần Lan dành cho dự án tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ phục hồi kinh tế, chung sống an toàn trong đại dịch COVID-19 cho người khiếm thị ở vùng nông thôn Hà Nội. Trong các ngày từ 5 tháng 10 đến 21 tháng 10, 2021, Trung tâm đã phối hợp với 10 huyện hội người mù tổ chức chuỗi hội nghị tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ phục hồi kinh tế, chung sống an toàn trong đại dịch COVID-19. 250 người khiếm thị đã có cơ hội được tư vấn hướng nghiệp, việc làm. 40 hội viên chịu thiệt hại nặng do đại dịch có triển vọng phục hồi đã được quỹ từ thiện Lão Nhà Quê và những người bạn cùng dự án hỗ trợ mức từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng trên trường hợp. Tổng số vốn hỗ trợ cho chương trình lên tới 140 triệu đồng. Đối với 20 học viên khiếm thị tham gia khóa tập huấn kiến thức kinh tế khởi nghiệp với 15 ngày học tập, anh chị em sẽ được các giảng viên lần lượt giới thiệu những kiến thức nhằm giải đáp các vấn đề như khởi nghiệp bắt đầu từ đâu, cần chuẩn bị gì để khởi nghiệp thành công, quản lý kinh doanh cần những kiến thức gì, làm thế nào để tận dụng được các nguồn lực trong khởi nghiệp. Kết thúc khóa tập huấn, học viên cũng sẽ có cơ hội được hỗ trợ, kết nối, tìm kiếm nguồn lực trong cộng đồng để hiện thực hóa các ý tưởng có tính khả thi. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của chương trình cũng sẽ luôn là những người đồng hành để hỗ trợ học viên về mặt kỹ thuật cũng như truyền động lực trên hành trình khởi nghiệp.